Này là cái bộ là dùng để lau đĩa CD ha, lau đĩa CD. Thì cái bộ này nó sẽ có một cái bông để lau và một cái chai nước xịt. Cái chai này em mang thử mùi thì nó mùi cồn nhẹ cả nhà. Mình sẽ xịt vào cái CD xong rồi mình chai này trong đây còn có nước nha nha ha. Và rồi mình lấy cái này mình lau. Cái tích này nó cũng vậy ha. Tích này nó cũng vậy. Tích này cũng vậy ha. Mình sẽ xịt nước vào cái đĩa. Xong rồi mình lấy cái này mình lau cái đĩa. Ở đây nó có hướng dẫn mình lau đĩa nè, hướng dẫn lau đĩa nè. Nó có hướng dẫn mình lau đĩa. Xịt thẳng dung dịch vô vô cái đĩa ha. Xịt thẳng dung dịch vô đĩa rồi lau. Ở đây nó không mình sẽ lau theo cái kiểu không được lau ngang lau dọc ha. Không xoay theo vòng tròn mà lau kiểu này. Lau kiểu này cả nhà. Đó, để thẳng nó xuống rồi lau qua các hướng. Đó, ở trong này nó hướng dẫn nè. Cũng 350 luôn cả nhà ha. 350. Cái này nếu mà hết thì cả nhà mình có thể châm cồn nhẹ vào, cả nhà mình sử dụng được nha. Có mùi cồn nhẹ. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Vừa rồi đó là các cái bộ kit dùng để vệ sinh cái đĩa CD cả nhà ha. Cả nhà mình mua thì em sẽ miễn phí ship cho cả nhà mình nha. Rồi em tiếp tục giới thiệu đến cả nhà mình đầu CD Sony 365ESG cả nhà ha. Nếu cả nhà mình thích chơi đầu MD thì phía dưới này là một con MD GA 365ES cả nhà. Con 365ES này là đầu cao nhất của dòng MD ha. Thiết kế có khay đĩa giống như CD. Đầu nặng tới 18 kg cả nhà ha, rất là nặng. Nặng hơn cả cái con CD ở phía trên. Và tất nhiên rồi giá của nó cũng cao hơn cả nhà ha. Đầu MD thiết kế sang trọng hơn rất là nhiều cả nhà ha. Nhìn cái thiết kế của nó thì đẳng cấp hơn cái con CD rất là nhiều. Bác nào quan tâm thì em có thể gửi clip ha, cho mình xem cái nội thất cũng như là hoạt động. Con này em đảm bảo là hoạt động hoàn hảo. Rồi thì con này thì giới thiệu hoài. Con CD Sony 365ESG cả nhà ha. 365ESG thì cả nhà mình biết rồi. Con này thì thuộc dòng CD dành cho các bác nào thích chơi đĩa CD ha. Dạ. Hiện thời thì em đang đọc, đang thử bằng một cái đĩa chép cả nhà ha. Mắt những cái con này là mắt từ, đọc rất là nhanh cũng như là rất là bền bỉ cả nhà ha. Mắt của đầu 365 và hoặc là các cái đầu CD Sony là cái mắt rất là khó hư cả nhà ha, rất là khó hư. Rất là khó hư. Và nếu mà như cả nhà mình cần xử lý mắt những con nào mà không có đọc được thì liên hệ với em ha. Dạ. Con này thì kích thước chiều ngang của nó là 47 cm cả nhà ha. Chiều cao của nó là từ dưới lên là 12,5 cm ha. Dạ. Nặng 12,5 kg cả nhà. Đầu CD 365ESG thì em cũng giới thiệu đến cả nhà mình rất là nhiều. Thì hôm nay giới thiệu đến cả nhà mình con này. Đây. Đó, cả nhà mình nhìn kỹ giúp em ha. Dạ, soi kỹ giúp em. Tất nhiên là đầu em bán ra là nó phải phát tốt cả nhà ha, và hoạt động tốt, đọc tốt. Như cả nhà mình thấy em vừa test ha, bỏ đĩa vào là đọc ngay. Đó, bao cả nhà mình test chức năng trong vòng 10 ngày cả nhà ha. CD 365ESG thì em vẫn thường bán cùng với cái khiển copy này ha, với giá là 10 triệu 900 ngàn bao ship toàn quốc cả nhà ha. Cả nhà mình cứ chuyển tiền đủ cho em thì em sẽ bao ship cho cả nhà mình. Cái hồi này là hồi gỗ zin. Đối với MD thì hồi gỗ này là hồi gỗ làm cả nhà ha, còn hồi gỗ này là hồi gỗ zin nè. Đó. Nội thất của CD 365ESG thì 10 con như một cả nhà ha. Hàng em là hàng mua đấu giá cho nên cả nhà mình nhìn thấy ruột gan con nào nó cũng như là mới cả nhà ha. Như là mới hết á. Dạ. Đây là nội thất của 365ESG. Khung sườn của nó thì được làm bằng đồng chống nhiễu ha, hai biến thế nguồn đó.
Đây là nắp lưng của con 365 ESG cả nhà ha. Nắp lưng của nó đây. Các cái cổng kết nối thì mình có, nó có hai đường AV out cả nhà ha. Đường này là đường không chỉnh được âm lượng, mà đường này là đường chỉnh được âm lượng cùng với một đường xuất âm đường quang cả nhà ha. Xuất âm quang, đường quang out. Con này có số seri là 2767 ha. Sản xuất tại Nhật cả nhà ha, sử dụng điện 100V. Đó. Nói chung là đẹp đẹp cả nhà. Đó, một cả nhà mình nhìn thấy cái khung sườn của nó vẫn còn đỏ như thế này ha. Đối với con ở dưới ấy, thì cả nhà mình có thể lấy tín hiệu từ đây ha để đưa vào đường in của nó để giải mã cả nhà ha. Âm thanh nó sẽ khác nhiều cả nhà ha. Đó. Con này thì có đường analog out ha. Analog in này, đây là đường vào cả nhà ha. Đường hai đường quang, một đường đồng trục vào. CD 365 ESG cả nhà ha. 10.900.000. Bao ship toàn quốc ha, nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ cho em. Em sẽ đóng thùng shop ha, gửi Viettel cho cả nhà mình. Cả nhà mình nếu mà cần nội thất ha, thông tin nội thất, hình ảnh nội thất thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip, số đó cũng là số Zalo cả nhà ha. Em sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình soi giùm em. Dạ. Nếu cả nhà mình xem clip mà vẫn chưa thấy nó yên tâm thì cứ kết nối Zalo với em. Em sẽ gửi hình ảnh cho cả nhà mình để cả nhà mình cùng với em soi ha. Dạ. Soi cái nội thất của con này. Cả nhà mình nhớ rõ số seri chưa ạ? Đây là số seri, em một quay lại một lần nữa số seri của con này cho cả nhà mình nha. Dạ. 252767 cả nhà ha. 252767. Em đang thử bằng một cái đĩa chép cả nhà ha. MD365 thì nó quá đẳng cấp rồi. Thiết kế con này nhìn đẳng cấp cực kỳ cả nhà ha. Thiết kế khay đĩa. Đó, có cái khay ha. Dạ. Thiết kế khay đĩa. Đối với dòng những cái dòng cao cấp của Sony thì nó không gắn cái logo như thế này. Logo này trông nhìn nó không được đẳng cấp ha. Đó, người ta khắc luôn cái chữ Sony vào trong thân, trong mặt máy luôn. Đó, vậy mới gọi là VIP, cực kỳ VIP cả nhà. Đầu em bán ra là ghi tốt và phát tốt cả nhà ha. Dạ. Con này có chức năng giải mã từ TV, từ các cái đầu CD khác qua hai đường quang, một đường đồng trục. Chất âm thì cực kỳ là rõ ràng, chi tiết cả nhà, sắc nét, sạch tiếng. Nó là đẳng cấp nhất của đầu MD đây. Đó thì đây là một cái bộ combo hai cái đầu hết số của Sony. Một cái trên là cái CD 365 ESG cả nhà ha. Phía dưới là MD GR 365 ES. Đối với dòng Sony CD thì nó sẽ không có đèn tia cả nhà ha. Còn đối với dòng MD thì nó sẽ có đèn tia. Đó. Tên bài hát thì nó sẽ cũng có, nếu mà cái đĩa đó ghi mà được đánh tên bài hát thì nó cũng sẽ có tên bài hát ở trên luôn. Đối với CD thì nó chỉ đơn giản là các cái số thôi cả nhà ha. Đó. Mặt màn hình của nó chỉ đơn giản như thế thôi. Dành cho các bác nào vẫn yêu thích chơi CD. Rồi, một lần nữa mình sẽ nhìn lại cái con CD 365 ESG này. Trước khi em kết thúc clip cả nhà ha. Dạ.
Nhà mình cùng em xem lại nha. Dạ. CD 365SG. Quá đẹp cả nhà ha. 10.900.000. Kèm theo một cái khiển copy và miễn phí ship toàn quốc nếu cả nhà mình chuyển khoản đủ ha. Dạ. Rồi. Em xin dừng clip tại đây. Bác nào quan tâm có thể liên hệ với em theo số điện thoại ở đầu clip. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.